các thành viên đội tuyển quyền tự đồ Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang duy trì tập luyện mỗi ngày 2 buổi với các bài tập chú trọng hoàn thiện và tăng cường khả năng trình diễn, đặc biệt ở các nội dung đôi và đồng đội vốn đòi hỏi rất cao ở sự đồng đều và phối hợp ăn ý. Đối với lại bên đội của em thì tụi em chuẩn bị khá là kỹ càng về cái vấn đề tập luyện, thứ nhất là thời gian, cái thứ hai là về chế độ ăn uống thì tụi em phải cần có nhiều thời gian tập luyện và chia ra những thời gian rõ ràng để mà mình có thể tạo ra một cái kết quả tốt nhất cho cái kỳ thi này. Và tụi em luôn có những cái lịch tập với nhau phù hợp cho những thời gian cho tất cả đồng đội với nhau. Cho đến hiện tại tới bây giờ thì đồng đội của tụi em đã có những cái kết quả theo như những gì tụi em có thể tập được và của em cố gắng trong thời gian qua. Đối với quyền thì trước giờ đội thành phố vẫn là luôn tập trung với đội quyền Taekwondo Việt Nam. Cho nên là trong cái không khí chung thì tất cả các đơn vị đều phải nỗ lực, đều phải cố gắng. Tuy nhiên nó có một cái sự khác biệt rất là lớn trong cái không khí tập luyện cũng như là cái cách tập so với trước đây. Nghĩa là trước kia thì tất cả các vận động viên giỏi của các đơn vị sẽ tập trung vào những cái nội dung để giúp cho cái đội tuyển Việt Nam mạnh nhất. Nhưng hiện nay là các em phải về tập với lại cái từng cái nội dung theo cái sự phân công của địa phương. Do đó mặc dù là cả đội tập trung để tạo ra một cái khí thế chung, một cái sự chuẩn bị, nhưng mà mỗi một cái đơn vị vẫn có những cái sự nỗ lực riêng, vẫn có những cái phong cách riêng, vẫn có những cái cách tập riêng. Hiện tại thì thời gian của Vân là dành hết cho việc tập luyện. Vân đã tập từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối mới về đến nhà. Thì Vân đã đặt cho mình một cái mục tiêu và Vân quyết tâm sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Nên là tất cả mọi thời gian là mình sẽ dành cho việc tập luyện và tập trung cho đại hội lần này. Điều lệ môn Taekwondo Đại hội Thể thao Toàn quốc quy định, các đơn vị tỉnh thành tham dự chỉ được phép đăng ký thi đấu tối đa 3 trong 5 nội dung quyền được tổ chức. Thế vào đó là việc áp dụng luật thi đấu tương tự Đại hội Thể thao Châu Á. Ở vòng loại, mỗi đội hay mỗi võ sĩ sẽ phải trình diễn 2 bài quyền tiêu chuẩn. Khi vào đến trận chung kết, sẽ phải trình diễn 1 bài tiêu chuẩn và 1 bài quyền sáng tạo. Vì vậy, việc tính toán, xác định nội dung tham dự cũng như chọn ra những nhân tố tốt nhất để tranh tài là điều khiến các huấn luyện viên phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Đây là một buổi tập rất đặc biệt của đội tuyển quyền Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh. Khi thay cho những bài tập hoàn thiện kỹ thuật, thì mục tiêu chính là kiểm tra một lần cuối khả năng trình diễn bài thi của các võ sĩ, nhất là các võ sĩ nam, để chọn ra những cái tên cuối cùng đại diện cho thành phố thi đấu ở Đại hội Thể thao Toàn quốc. Lực lượng của thành phố gần như là các vận động viên đỉnh cao nhất của thành phố. Thì thành phố tham dự 3 nội dung, mặc dù là cái số lượng nó ít, nhưng mà cái hiện nay đội thành phố vẫn đang tập trung rất là cao cho cái việc chuẩn bị cho đại hội. Đối với lực lượng nam, đội tuyển quyền Taekwondo thành phố có khoảng hơn 10 võ sĩ có trình độ rất tương đồng, vừa có thể trình diễn bài quyền tiêu chuẩn tốt, vừa thể hiện được những nét đặc sắc và hấp dẫn của một bài quyền sáng tạo. Sau nhiều tính toán, 3 võ sĩ nam Nguyễn Ngọc Minh Hy, Trần Hồ Duy và Trần Đăng Khoa đã được chọn, cùng nữ võ sĩ kỳ cựu Châu Tuyết Vân thi đấu ở Đại hội Thể thao Toàn quốc sắp tới. Điều mà tụi em cần thể hiện đầu tiên đó là về mặt thần thái. Thứ nhất là khi đồng đội, thứ nhất là phải đều. Cái hai là phải thể hiện ra được những cái nét đánh chung với nhau thật đều và thật chính xác. Và có những động tác khó chúng ta phải kết hợp với những cái nhạc. Thì đó là tạo ra cho mình một cái phong thái thường riêng cho các đồng đội của mình. Tại vì mình là một trong những vận động viên kỳ cựu của Thành phố Hồ Chí Minh, Vân cũng sẽ lấy đó làm động lực để mình có thể cố gắng nhiều hơn. Và mặc nhiên bên đó thì Vân sẽ không bao giờ để cho mình bị lùi bước. Vân sẽ giữ vững và cố gắng giữ thành tích đó. 3 cái nội dung của thành phố chúng tôi đều có một cái sự chọn lựa kỹ và đều có một cái sự chuẩn bị kỹ và đều mong muốn là các con sẽ đạt thành tích cao nhất. Và các con tất cả sẽ được thể hiện như thế nào ở trên sàn đấu để các con giành được cái huy chương xứng đáng. Ở thời điểm mà nội dung quyền Taekwondo hiện đang được rất nhiều địa phương trên cả nước đầu tư phát triển mạnh mẽ, thì mục tiêu phấn đấu thi đấu thật tốt để đạt ít nhất 2 tấm huy chương vàng đội tuyển quyền Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh là vô cùng khó khăn. Nhưng cả đội cùng với ban huấn luyện vẫn rất tự tin sẽ hoàn thành được mục tiêu đầy thử thách này ở đấu trường thể thao lớn nhất cả nước 4 năm được tổ chức một lần.